biết khi yêu là khổ đau mà sao con tim một mai qua cơn mê xa thuộc đời bệnh vâng anh. Xin kính chào toàn thể anh em đam mê âm thanh nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng vang nữa ở trên thị trường. Nhớ anh em đam mê âm thanh sẽ được tiếp cận thêm một dòng vang nữa, dòng vang bãi, đó là dòng vang Patia Wood số 3. Đây, Patia Wood và số 3. Thì cũng nói với anh em là cái dòng này là nó là một cái dòng bãi và chính hãng của cái hãng Patia Wood này. Đấy. Và xét về tổng thể thì cái con vang Patia Wood số 3 này nó nằm ở trong cái phân khúc là dòng vang trung cao cấp. Đấy. Tức là nó cũng không phải là dòng vang trung cấp và cũng không phải là dòng vang thấp. Nó là cái dòng vang gần như là cao cấp. Tại sao? Bởi vì cái dòng vang này nó có khả năng chỉnh hai cái micro riêng biệt, mic A, mic B. Đấy, những cái dòng mà chỉnh được hai micro riêng biệt là thường thường ở những cái dòng vang cao cấp. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái dòng vang này nó có một cái bộ chuyển đổi DA, ADDA lên tới 56 bit. Đấy. Bộ chuyển đổi này lên tới 56 bit, một cái điều mà ít những cái dòng vang có thể làm được. Tức là gì? Tức là cái độ phân giải âm thanh mà nó đưa ra khá là tốt, độ sắc nét cao, cũng như kiểu là chúng ta xem cái màn hình TV HD so với cái màn hình TV 4K. Đấy. Thì chúng ta xem cái HD nó sẽ không nét bằng cái 4K. Thì cái độ phân giải âm thanh nó cũng vậy. Cái phân giải của 56 bit so với cái 32 bit nó sẽ khác nhau một trời một vực. Thì đây là toàn thể cái hình dáng cũng như là cái giao diện phần mặt bên mặt trước của cái con vang Patia Wood số 3 này. Anh em có thể thấy là nó có một cái kích thước khá là dày. Cái này thì tương đối là không ưa đối với những anh em mà thích những cái hàng vang mỏng. Còn những anh em mà thích nồi đồng cối đá, thích cái kiểu dáng dày dày thì con này nó cũng là một cái gu để cho anh em lựa chọn. Phần màn hình hiển thị của nó thì anh em có thể thấy đây, để mình bấm cho nó sáng lên này. Cái này bởi vì cái con vang này mình cứ để một lúc mình không sử dụng thì màn hình nó sẽ tự nó về cái chế độ tắt đèn, chế độ ngủ. Màn hình hiển thị của nó thì nó cũng hiển thị gần như là đầy đủ các thông số cần thiết cho anh em để anh em có thể chỉnh sửa luôn. Đây, chẳng hạn như là thông số của micro của mic này, âm lượng của nhạc này, âm lượng của mic này, rồi chế độ cổng vào này, chế độ mà đang sử dụng này. Đấy. Rồi là thông số của effect này. Chế độ chống hú này, PK này. PK 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì cái con này cái chế độ chống hú của nó được phân ra làm thành rất là nhiều cấp. Đấy, anh em có thể thấy là nó phân ra rất là nhiều cấp này. Thì cái này thì anh em có thể dựa theo cái không gian, cái đặc tính loa để anh em có thể chọn các chế độ chống hú ở trên cái con vang này. Đường mic 1, đường mic 2 chúng ta có thể vào chỉnh riêng biệt giữa hai đường mic 1, mic 2 này. Chờ mình xíu mình bật cái đèn lên nhé. Rồi vào trong hệ thống này, rồi chọn các hiệu ứng này, vào phần chỉnh effect này. Rồi chỉnh cho music này và phím điều hướng up down, phím gọi chương trình Rico. Rồi nút lưu. Con này thì mình cũng nói luôn với anh em là con này mình chưa hiện tại thì bên Trung Quốc vẫn chưa gửi phần mềm về bên mình để bên mình có thể xem cái phần mềm trong máy tính. Nhưng mà con này thì chúng ta có thể chỉnh tay được bình thường nhé. Và đây là phím ESC, là phím thoát chương trình. Bên này thì chúng ta sẽ có chỉnh kênh main L, main R, chỉnh cho cổng center, cổng surround, cổng subwoofer, nút điều chỉnh âm lượng cho effect, rồi nút điều chỉnh âm lượng cho mic và nút điều chỉnh âm lượng cho music, cổng USB. Đấy là toàn bộ cái phần mặt trước của cái con Vang Patia Wood này. Các phím chức năng nó cũng hầu như là gần như là đầy đủ cho anh em. Đấy. Tiếp đến là phần mặt sau nhé, mình sẽ quay cái phần mặt sau cho anh em xem. Thì đây là cái phần mặt sau của con Vang Patia Wood số 3 nha anh em nhé.
Ở trên cái con vang này thì anh em có thể thấy là nó xuất hiện thêm một cái cổng optical đằng sau nữa. Đấy, cái cổng giải mã theo cái tín hiệu ánh sáng hồng ngoại đấy. Cái này thì ở thường thường cũng ở những cái dòng vang cao cấp. Đây gọi là cổng digital. Thì cái cổng này thì nó sẽ đưa ra cái độ phân giải âm thanh cao hơn là những cái cổng analog, tức là cái cổng AV bình thường này. Đấy, ở đây thì con này nó cũng hỗ trợ hai cổng đầu vào kiểu AV, BGM và OX. Xuất ra thì nó sẽ có hai cổng LR chính, cổng center, cổng sub. Thì ở trên cái bản này nó đã loại bỏ cái cổng SLSR đi. Anh em có thể thấy là cái nhà máy người ta đã bỏ cái cổng SLSR đấy, nên là con này không có cổng âm thanh viền mà vẫn mà chỉ có cổng SL à, cổng LR, cổng sub và cổng center. Và trên đây có một cái cổng out theo kiểu AV. Cái cổng này để lấy tín hiệu đi vào đường ghi âm. Thì ở đây thì mình cũng đã mở sẵn cái phần ốc vít ra rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp lưng ra cho anh em có thể xem cái phần ruột gan bên trong của cái con van Patiwood. Phần mạch điện tử cũng như là mên vỉ của con Patiwood này nhé. Anh em thấy ở đây là con này nó sử dụng hai cái biến áp chạy riêng biệt xử lý đấy, hai cái đường biến áp riêng biệt này. Cái mạch của nó thì nó tương tương với là những cái dòng X, anh em có thể thấy những dòng X thì nó cũng có những cái mạch tương tự tự như thế này. Ở đây con này nó khác ở cái vỉ DSP, anh em có thể thấy nhìn cái vỉ DSP này, nó là cái một cái vỉ màu vuông, hình vuông, và trên cái vỉ này thì nó sử dụng hai con vi xử lý, đó là một dòng analog. Đấy, một dòng analog 1442 và một con Yamaha. Đấy. Một cái điều hiếm thấy ở trên những cái dòng van trên thị trường. Thường thường thì người ta sử dụng một là Yamaha, hai là analog. Ở đây thì người ta kết hợp cả hai con này. Nó cũng là một cái điều đặc biệt ở trong cái con van. Đó, anh em có thể ngắm kỹ lại một lần nữa phần mên vỉ bên trong của nó nhé. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần bên trong các tính năng trong phần mềm của cái con van số Patiwood cũng như cách chỉnh sửa của cái con Patiwood số 3 này nhé. Thì ở đây mình cũng đã gắn sẵn nó với kết nối nó với máy tính để mình phát nhạc rồi. Bây giờ mình sẽ mở nhạc cho mọi người trước tiên để nghe thử cái tiếng nhạc của cái con van này kìa nhé. Kiểm tra hoạt động bình thường trên này. Thì quả thật thì cái tiếng nhạc mình nghe thông qua cái con vang này nó cũng đã nét hơn là những cái con vang bình thường bởi cái độ phân giải 56 bit này nó đưa ra, đó là cái thông số chuẩn nha anh em nhé. Cái này là nghe thực tế bằng tai luôn, không có PR hay gì cả. Con vang này thì chất lượng nhạc nó đưa ra khá là tốt đấy. Tiếp đến là phần micro, mình sẽ thử cái tiếng micro. Ở đây mình đang sử dụng một cái micro dây, một cái micro mẫu thôi. Đây, mình sẽ thử cái tiếng micro cho mọi người nghe nhé. Để mình cho to cái âm lượng micro lên. Alo. 1 2 1 2 3 4. Đây thì ở đây người ta đang để chế độ cài mặc định là chế độ dò vợt. Thì anh em có thể nghe tiếng reverb của cái con van này nhé. Thì 1, 2, 6, 7. Alo. 1, 2. Mình sẽ chuyển nó sang cái tiếng echo nhé. Ở đây mình có cài thêm một cái phần echo nữa. Này, tức là chế độ M1 này. Mình đang cài chế độ echo nhé. Alo.
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Thì quả thật là ở cái con va này, đây là theo ý kiến của mình và thực tế mà mình nhận thấy, cái tiếng cái âm sắc, cái âm thanh mà cái đường micro cũng như cái đường nhạc hồi nãy chúng ta nghe rồi. Ở đây thì cái đường micro mình vừa mới test thử cái âm thanh ấy, thì mình thấy cái tiếng của nó đưa ra mịn và khỏe khoắn hơn rất là nhiều so với những cái dòng vang cỏ trên thị trường. Ở đây thì con vang này cái DSP của nó xử lý sử dụng hai cái chip kia, quả thật là mình thấy nó đặc biệt và hiệu hiệu nghiệm hơn là mình nghĩ. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng anh em đi vào và mình sẽ nói qua cho anh em về các tính năng bên trong cũng như là cách chỉnh của cái con vang này nhé. Ở đây thì anh em con vang này nó sử dụng chỉnh hai mic riêng biệt, mic 1 và mic 2. Thì chúng ta mình sẽ chỉnh cái mic 1, còn lại mic 2 là anh em có thể làm tương tự nhé. Muốn chỉnh mic 1 thì anh em có thể bấm vào nút mic này. Thì cái phát ấn đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là cái input voice. Input voice tức là cái âm lượng đầu vào khi khởi động của nó là 70 decibel. Cái này chúng ta có thể đặt nó, thay đổi nó bằng cách là xoay cái phím tròn này. Đây, xoay này thì nó sẽ thay đổi. Đấy. Chúng ta muốn micro khởi động lên nó là bao nhiêu, khi mà chúng ta tắt đi và chúng ta bật lên nó là bao nhiêu, thì là chúng ta sử dụng cái phím kia để chúng ta thay đổi giá trị này nhé. Lần ấn thứ hai thì đó là cái phần noise gate, phần chống tiếng ồn ấy. Thì khi mà chúng ta mà tăng cái này lên, trong tất cả các video trước mình cũng nói rất nhiều lần về cái noise gate rồi, thì nay mình cũng không nói giải thích kỹ để tránh mất thời gian của anh em. Thì nó là cái phần có chức năng là để giảm tiếng ồn. Và equalizer bypass đang ở chế độ up, tức là con này đang sử dụng cái hệ thống equalizer mà chúng ta chỉnh. Khi chúng ta can thiệp vào hệ thống equalizer thì chất âm của con này nó sẽ thay đổi. Khi mà chúng ta để chế độ on, tức là loại bỏ cái equalizer đó ra, thì tất cả mọi âm thanh nó sẽ đi qua nguyên bản, không qua chỉnh sửa của equalizer này. Ấn thêm cái nữa thì nó sẽ vào cái phần chỉnh bass tổng. Đấy, chỉnh bass tổng cho cái micro. Đấy, chúng ta có thể tăng giảm bass ở đây. Ấn thêm cái nữa thì nó sẽ là chỉnh tép tổng. Đấy, chỉnh tép tổng cho cái âm thanh của micro nhé. Tiếp đến là phần equalizer. Đấy. Sau khi chúng ta chỉnh tổng kia rồi thì ở trong đây là nó sẽ có phần equalizer để tinh chỉnh chi tiết cho cái tiếng micro. Ở đây mình sẽ sử dụng phím up và phím down để chúng ta lật qua các equalizer, các băng tần. Chẳng hạn equalizer type PAQ, equalizer 1. Chúng ta sẽ xem được nó là tần số, ấn một cái này thì nó sẽ chuyển sang cái mục là tần số của phần giải equalizer 1 đang là 33 Hz. Tiếp đến là gain tức là độ lớn của cái giải này đang là 00 decibel. Q 1.49 tức là độ rộng của giải. Cái này hầu như là những cái lần vang nào mình cũng giới thiệu cho anh em và mình cũng nói rất kỹ về những cái này, anh em có thể xem lại những cái video trước của mình nhé. Tiếp đến là equalizer thứ hai. Tiếp tục lật tràn tiếp thì chúng ta sẽ lật lần lượt qua các equalizer. Ở đây mình sẽ xem con này có bao nhiêu giải equalizer. Những con vang càng nhiều giải equalizer thì càng khả năng tùy biến của nó càng tốt, tức là cái độ chỉnh được nhiều, phù hợp với nhiều dàn âm thanh nó sẽ được nhiều hơn. Đây là đang giải 13, 14 rồi, 15, 16, 17. 17 equalizer mọi người ạ. Một con vang có 17 equalizer để chỉnh cho phần micro. Nói chung nó là một con vang thường thường chúng ta sẽ chỉ thấy là ở những cái dòng vang cao cấp thì nó mới có nhiều băng tần như vậy được. Rồi, bỏ qua phần equalizer. Đấy, bỏ qua phần equalizer thì chúng ta sẽ đến cái phần nén tiếng thít sâu. Đấy. Thì ở đây là đang ở chế độ là 0.6 decibel. Cái phần nén tiếng này thì mình cũng nói rất nhiều ở trong những video trước, anh em có thể xem lại. Active time đây là cái thời gian để thực hiện cái nén. Đó. Đây có một cái phần đảo pha nữa. Cái này thì nó sẽ đảo pha giữa tiếng micro và tiếng nhạc phát. Đây. Rồi. Thế là hết cái phần micro, quay lại cái phần noise gate này rồi.
Phần mic 2 thì anh em cũng sẽ tương tự nhé. Phần mic 2 này, mic 2 anh em cũng chỉnh tương tự cho mình nhé. Tiếp đến phần system, chúng ta sẽ vào phần system. Thì trong phần system này chúng ta sẽ có chọn cái chương trình khởi động cho con vang này. Thì ở đây mình đang chọn cái chương trình khởi động cho nó là chương trình số 1, M1. Ấn thêm cái nữa thì sẽ là khởi động cho tiếng nhạc. Ấn thêm cái nữa là đặt giá trị lớn nhất cho tiếng nhạc. Và giá trị khởi động cho tiếng mic, đặt giá trị lớn nhất cho tiếng mic. Đấy, tiếp đến là giá trị khởi động của tiếng effect là tiếng hiệu ứng và giá trị lớn nhất. Rồi. Đấy là hết. Thế là hết cái phần system. Trong phần system thì nó cũng chỉ có là đặt các giá trị âm lượng thôi. Đây thì chính là cái phần hiệu ứng cho cái tiếng chốt, tức là cái theo tiếng tiếng Việt dịch ra thì chúng ta có thể hiểu nôm na nó là cái phần bản hợp sướng, hợp âm. Đấy, thì nó có tính năng như vậy để nó tạo cái hiệu ứng âm thanh ở trên cái con vang này. Thì cái này thì anh em về anh em chỉnh thì có thể thấy được, bởi vì mình cũng chưa 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 biết giải thích là sao để cho anh em hiểu cái này. Thì anh em có thể về thực tế sử dụng cái này chỉnh chỉnh để anh em có thể thấy được cái sự thay đổi của nó nhé. Tiếp đến là cái phần chỉnh cho effect, thì chúng ta ấn vào cái nút effect này thì cái phần đầu tiên, nút phát ấn đầu tiên thì nó sẽ là cái âm lượng đầu vào của cái của cái đường effect. Đấy. Tiếp đến thì là sẽ là chỉnh volume cho echo A, thì tức là con này nó sẽ có hai lần echo, hai lần là lấy mẫu echo, tức là như những cái dòng vang bình thường thì nó chỉ một lần thôi, echo đơn, tức là nó chỉ có một lần echo thôi, nhưng con này thì nó có những hai lần, ngoài echo A thì nó có echo B. Đấy. Thì hai cái echo này chúng ta có thể căn chỉnh để cho nó tạo cái hiệu ứng vả đi vả lại, cái tiếng echo nó sẽ vả đi vả lại giữa echo A và echo B. Đấy là cũng là một cái điều đặc biệt trên cái con vang này. Và phần reverb, reverb thì đây là cái tiếng vang vang vọng. Anh em hát reverb thì anh em sử dụng tăng cái volume reverb này lên. Còn nếu mà anh em mà không hát reverb nhiều thì anh em hạ nó xuống. Khi mà chúng ta muốn điều chỉnh các thông số của reverb thì chúng ta sẽ sử dụng, đang đứng ở cái mục này thì chúng ta sử dụng phím up down để đi vào sâu bên trong nó, chúng ta chỉnh sửa. Chẳng hạn như ấn thêm cái nữa ở trên cái phím up này thì chúng ta sẽ đi vào cái phần độ trễ. Độ trễ so với cái tín hiệu tổng của cái âm thanh micro đưa ra. Đấy, độ trễ của tiếng reverb ấy, tức là khi mình nói sau bao nhiêu lâu thì tiếng reverb này, sau 38 mili giây này thì tiếng reverb này nó sẽ xuất hiện. Tiếp đến là cái độ trễ đâu này? Đây, tiếp đến là cái tiếng tiếng reverb kéo dài cái thời gian tiếng reverb kéo dài. Đấy. Là 8,1 giây, thì khi chúng ta nói xong một từ và cái tiếng reverb nó kéo dài nhiều hay ít là phụ thuộc cái này, như ở đây là thông số này là nó đang kéo dài 8,1 giây. Đấy, tiếp đến là cái phần trăm mà tiếng reverb nó xuất hiện so với cái tiếng thu của micro. Chẳng hạn như anh em mà giảm cái tiếng cái phần trăm này xuống thì cái tiếng reverb nó sẽ bé hơn là cái tiếng thu của micro, còn nếu tăng lên thì cái tiếng reverb nó sẽ nổi lên trên cái tiếng thu của micro. Cái này thì là phần cắt giải của tiếng reverb. Đấy, đây là phần đảo pha của tiếng reverb nhé. Đây, cắt giải thấp và cắt giải cao. Tiếp đến là phần equalizer của tiếng reverb. Đây là equalizer 1. Cũng tương tự thôi, cách chỉnh tương tự thôi. Mình xem con này có mấy thanh equalizer. 5 thanh equalizer chỉnh riêng cho reverb và effect cũng có 5 thanh nhé. Cũng có 5 cái thanh equalizer để điều chỉnh. Đấy. Ít những cái dòng vang, thường thường những cái dòng vang mà bình dân thì sẽ không có những cái phần chỉnh equalizer riêng cho reverb và equalizer chỉnh riêng cho echo. Chỉ những dòng vang cao cấp, những dòng vang phức tạp hiện đại thì mới có nha anh em nhé. Anh em lưu ý cho mình cái này. Rồi tiếp đến là phần music. Music thì chúng ta sẽ có cái phần music input. Đây là phần chọn cổng vào, thì chúng ta có thể sử dụng cái phím xoay này để chúng ta
chọn cái cổng đầu vào. Chẳng hạn đây mình đang cắm ở cổng BGM thì chúng ta sẽ để ở chế độ BGM. Phát ấn thứ hai thì nó cũng là phần noise gate, là phần giảm tiếng ồn. Phần thứ ba là phần equalizer bypass, loại bỏ cái bộ phận equalizer ra khỏi mạch, chỉnh bass chung cho tiếng nhạc, chỉnh thép chung cho tiếng nhạc, và tiếp đến là cũng là phần equalizer cho để điều chỉnh tinh chỉnh cho phần music. Ở đây thì con này mình sẽ kiểm tra xem nào, xem cũng có bao nhiêu cái equalizer để điều chỉnh cho tiếng nhạc nhé. Số 8, số 9, equalizer số 10, equalizer số 11, 12, 13, 14, 5, 6, 17. Rồi, con này cũng 17 thanh equalizer. Một cái con vang, phần equalizer của nhạc và equalizer của mic rất là nhiều, 17 thanh. Tiếp đến là phần chỉnh cho cái cổng main LMR chính. Thì đây sẽ là cái nút chính để điều chỉnh cho hai cái cổng LR, tức là hai cái cổng xuất âm thanh chính đấy. Thì chúng ta sẽ vào bên trong nó nhé. Thì cái phần đầu tiên này, chúng ta có thể thấy đó là cái phần lựa chọn cái cổng tín hiệu đầu vào gửi vào trên cái cổng MNR này, Music Mic. Phần ấn thứ hai thì nó sẽ là cái tín hiệu âm thanh đưa ra ở trên cái cổng LR đấy. Ba là độ trễ giữa hai kênh LR. Đấy. Và chế độ khóa tiếng đầu ra của kênh LR. Và equalizer, trên phần equalizer này thì chúng ta sẽ xem cái cổng MNR chính, tức là khi mà chỉnh mic rồi chỉnh nhạc rồi thì cuối cùng là đưa xuống cái phần đưa ra âm thanh khuếch đại, thì nó sẽ có 7 equalizer để hiệu chỉnh lại, tổng hợp lại cái tiếng mic và tiếng nhạc. Đấy, thì nó có 7 equalizer nhé mọi người nhé. Tiếp đến là cổng center. Cổng center thì cái này thì ít anh em dùng, nhưng mà mình vẫn bấm qua cho anh em xem. Ở trên cổng center này thì nó cũng có equalizer chỉnh cho center và các volume. Cổng subwoofer. Cổng này cổng loa siêu trầm thì cũng có âm lượng này, rồi âm lượng đầu ra này, độ trễ của loa siêu trầm này, rồi khóa tiếng này, và equalizer chỉnh cho loa siêu trầm. Còn cổng surround LR này ở trên đây mặt trước này người ta vẫn có, nhưng mà ở đằng sau thì nhà sản xuất thì người ta đã loại bỏ hai cái cổng surround LR đấy. Thì cái này thì có thôi nhưng mà không có tác dụng nha anh em nhé. Ở trên đây thì anh em có thể thấy cái nút record này là để gọi chương trình này và save vào. Sau khi chúng ta chỉnh xong thì chúng ta ấn nút save vào thì nó sẽ hỏi là lưu vào chương trình số mấy. Ở đây thì nó đang hỏi là lưu vào chương trình M1. Nếu chúng ta lưu vào chương trình M1 thì chúng ta ấn giữ nút save vào này thì sẽ nó lưu vào. Còn nếu mà lưu vào M2 hoặc là M0 thì chúng ta có thể sử dụng cái phím tròn tròn này để chúng ta thay đổi này. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em nghe lại cái chất âm của cái con này theo kiểu echo nhé. Đây, theo kiểu echo đây. À thôi, mình mở một ca khúc karaoke mình sẽ hát thử luôn đi. Đã biết khi yêu là khổ đau, mà sao con tim vẫn dại khờ. Lòng người thay đổi, cuộc đời nhiều gian dối, mà ta đâu có biết được đâu. Hôm qua yêu thì vẫn tin rằng ta sẽ mãi yêu nhau hoài. Nhưng rồi ngày hôm nay đi về ngày hôm qua, dường như chỉ mãi là giấc mộng. Một mai qua cơn mê, xa thuộc đời bệnh bơ, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lần. Rồi
Rồi ok rồi, vậy thì vừa rồi mình đã làm một cái video chi tiết cho anh em về cái dòng vàng Party Watch số 3 này nhé. Hy vọng qua video này anh em sẽ được tiếp cận thêm với một cái dòng vàng nữa trên thị trường, để có thể những anh em có điều kiện có thể mua con vàng này về để bổ sung vào cái bộ sưu tập của anh em để được trải nghiệm cái con vàng này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.